cách chọn nón xinh phù hợp từng khuôn mặt. Những chiếc nón xinh xắn không chỉ có tác dụng để che nắng, che mưa, bảo vệ sức khỏe, mà còn nâng tầm trở thành phụ kiện vừa thời trang vừa trẻ trung, giúp bạn phối đồ cực chuẩn, làm gương mặt thêm nổi bật, thu hút. Có đủ loại nón để chị em tha hồ lựa chọn, từ phong cách cổ điển, hiện đại đến cả tính chất chơi, được làm với chất liệu như vải, cói, mây tre. Với những kiểu nón được gợi ý dưới đây sẽ giúp chị em lựa chọn dễ dàng hơn, giúp bạn có món đồ đi biển, đi chơi vừa đẹp vừa sành điệu. Nón cói là loại nón vô số thiết kế đa dạng không kén người mang, được làm từ chất liệu cói nên khá bền và thân thiện với môi trường, có thể gấp gọn lại mà không bị mất form. Nón cói hứa hẹn là loại nón gây sức ảnh hưởng không nhỏ trong mùa hè này, với thiết kế đa dạng như loại tròn vành, rộng vành, loại tua du hoặc loại lưỡi chai, thể thao phá cách. Nếu là người có khuôn mặt tròn, bạn có thể chọn những chiếc nón dáng cao bồi, lưỡi chai dạng thể thao. Bạn có thể chọn những họa tiết tươi trẻ, hoa lá hoặc gắn nơ dài điệu đà phía sau để tăng độ dễ thương cho gương mặt của mình. Thiết kế của những chiếc nón gói lưỡi chai cũng sẽ giúp mặt bạn trở nên có góc cạnh hơn. Với những ai có khuôn mặt dài thì khi đi biển nên lựa chọn những chiếc nón rộng vành dễ dãi, sẽ khiến bạn hài lòng. Nói không ngoa vì những chiếc nón này có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục, chúng mang đến sự hiện đại, phá cách và sẽ làm bạn cực kỳ nổi bật ở bãi biển. Với những cô gái mặt vuông, nên chọn mũ tua du trẻ trung cá tính hoặc kiểu nón với vành tròn vừa phải cũng sẽ giúp bạn cân đối hơn. Nếu sở hữu khuôn mặt trái xoan thì xin chúc mừng vì khuôn mặt này phù hợp với mọi kiểu nón. Không thể không nhắc đến kiểu nón Fedora, biểu tượng cho sự nữ tính, quý phái bất chấp mọi hoàn cảnh, đồng thời tạo nên cá tính trong phong cách của mình. Theo Hoàng Trinh, Phụ Nữ Online, tông sốt sưu tầm và tổng hợp.